Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Vinh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình cầm vị tướng Phoenix để đi rừng anh em ơi. Đó, thì những mùa vừa rồi thì mình cầm Phoenix cũng có chơi, nhưng mà mình cảm giác nó sao nó không mạnh bằng mùa này đây mà. Mùa này mình có sổ sứ mệnh chinh phục của Phoenix đấy. Cái bắt đầu mình vào mình chơi thử này mà mình cảm nhận được nó chơi đánh khá là mượt, đam cũng khá là to, mặc dù nó không có thay đổi gì sức mạnh nha anh em. Thì cầm đi rừng thì vẫn gọi là ok hơn đi đường rồng nhiều anh em ơi. Đường rồng thì chúng đầu game chúng ta bị ép khá là nhiều, với lại kiểu giống như là chúng ta không có thể ép trụ mạnh như những vị tướng AD khác anh em ơi, nên Phoenix chỉ được đi gọi là đi rừng gọi là ngon nhất thôi. Còn đi rồng thì rất là ít người biết, cũng có nhưng mà gọi là khá là ít luôn em ạ. Đó. Thì mùa này chắc có thể là mình sẽ cài luôn con Phoenix này lên top tướng luôn em ơi. Mình cài Yu rồi, Bonnier rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cài luôn con Phoenix này em ạ. Đợi Natalie này em ơi. Đó, tẩm chuông quá hợp lý này. Một mạng hỗ trợ ngay cái đây, solo luôn nè. nó không chịu solo nè em ạ. Ok, giờ sẽ về mình farm bùa đỏ nha em. Farm bùa đỏ mới tranh thủ xuống đường rồng mình hỗ trợ, rồi bắt đầu mình sẽ ăn rồng luôn nha. Đánh Phoenix thì chúng ta đầu game chúng ta phải cố gắng farm và gọi là ăn mục tiêu lớn đấy mà. Cho dù là con rồng hoặc là con Caesar chúng ta đều phải gọi là ăn. Đó. Ôi dạ, dính chón luôn em ạ. Đấy, rồi xong bạn rồi tẩm chuông luôn anh em ạ. Làm sao mà đỡ được một khi một điểm hỗ trợ thì em ơi, không có mạng. Uổng quá. Đứng đây núp nha anh em, có con nào canh á mới gì đứng núp có Natalie. Dạ. Nó sử dụng chiêu hay là mình mất hết chút máu rồi. Không sao, có được một mạng rồi đây. Đây bây giờ ăn rồng nha anh em. Phoenix ăn một điều lớn rồi, coi tuyệt vời. Để dù cũng khá nhanh. Mình đánh Phoenix thì mình hay là mình gọi là nâng nó lên một cái tầm cao mới nha. Có nhiều trận nó giống như mình gặp sát thủ và vậy nhiều quá. Mình đánh Phoenix mình cũng gọi là bị ăn hành đó, hoặc là mình bị đè nó đầu game. Những con mà đầu game vậy mà mạnh á, chúng ta đánh và gặp nó cũng hơi ghét giống như là những vị tướng giống như là Na rồi Yuka rồi chi nó cùng một team anh em ha. Alan thì đánh cùng một team giống như đánh rất là nhiều nhịp, như mình trong gian mà nó đánh gọi là nhiều nhịp với mình thì có một lướt là mình tích không đủ chuông mình lại lên bảng điểm số rồi ha. Nên ví dụ như team bạn mà bít nhiều dạng mấy con mà dạng cơ động nhiều quá thì mình cũng ít khi nào mình dám bít con Phoenix lắm đó. Trận này thì mình thấy Big Phoenix cũng khá là ổn đó. Tại vì top của nó là con Athos, mà gặp con Na thì Na thì nó lại gọi là solo thẳng mặt với con Phoenix thì lại solo không lại đâu nè. Cuối game, giữa game tới cuối game thì Phoenix nó lại đè được con Na đó. Đó. Nhiều anh em nói là bét Na thì nó hơn, nhưng mà nên gọi là cảm nhận bằng chung thì nhiều bạn giữa game tới gọi là tới cuối game này thì đẩy trụ, đẩy đường này kia là đẩy gọi là đẩy cố gắng lấy đường thôi, nhưng mà so về ví dụ như đẩy lén mà có thể solo một một ăn và đẩy đường ngon hơn thì Phoenix cần hệ thì chắc nó sẽ còn ok hơn đó. Tại vì Phoenix là đẩy trụ ngon, rồi thứ hai là nó có thể là outlay và nó hạ luôn được, nếu mà solo thì hạ luôn được cái tướng khác cũng không chừng nữa. Nè một chục hai chục lướt anh em ạ, chắc chắn là phải ngồi chịu rồi. Giết lắm ta mới đi mà. Ui vậy vậy nha. Tìm nó đông em về về cái luôn. Đó, bây giờ mình sẽ về đây mình đắp nha anh em. Thế nào anh thấy nó cũng xuống. Nói là mình nói là tẩm chuông bắt nó lên. 1 2 3 4. Ui giời, mình lướt hơi chậm nha anh em. Mình sợ mình lướt hơi chậm. Cái pha đó đáng lẽ là mình được hai cái đầu mình lướt lên mình đánh thêm hai cái mình hồi chiêu nè bắt còn không rồi, mình không dám bắt mình cũng gọi là cũng không sợ nữa, tại mình còn chiêu hai mình có thể lướt về được. Ok, giờ farm mùa xanh tiếp, cố gắng farm thôi, chỉ cần mà giữa game mình xanh lên rồi là tự động quả cầu tiết nó xuất hiện, nó lăn được luôn đó nè. Ép trụ thì phải gọi là tuyệt vời, có chiêu cuối mà. Mình xanh nó mình dùng chiêu cuối rồi mình ép trụ ngon lắm nha. Phoenix ép trụ ngon, mình thủ trụ cũng ngon, nó thủ trụ dùng như nguyên bài lính bắt đầu mình dục chiêu cuối với mình xa trụ một tí, nó bài lính nó đi tới trụ mình cũng nó gần ngáp rồi. Đó, bắt đầu mình sẽ tính bắt mình hả, đúng không, có chiều hai lướt này nó đang
hết máu luôn kìa. Rồi tầm này là na không solo là mình là mình chắc với anh em luôn. Vô đây mình chấp nó bắt mình luôn, sát thủ vô đây bắt. Team nó chỉ có còn mình na là bắt được mình thôi, thết mắt cũng đâu được mình đâu. Nên chả sợ thôi mà. Gặp ví dụ như là thết mà lóc này kia đâu hay mấy con đụ đụ đuôi nữa. Trời ơi. Thầy luôn anh em. À, tính dành con rồng với mình mình có chuyện gì vậy. Nhưng mà sao mình có chuông khỏi cần chuyện trị luôn, tại vì mùa xanh nó chuẩn bị ra rồi. Chuyện trị ổn lắm, phải đi cướp con mùa xanh cho con na nó thọt rồi. Na không có mùa xanh thì khó lắm á. Thết hai lướt lên rồi. Hồ chiêu hai lướt thêm một cái anh em ơi, lại được điểm hỗ trợ luôn rồi. Ai sao hỗ trợ không vậy, để tìm bạn. Con díp díp mày á, mày á, ui trời ơi, lướt đập đầu vô tường luôn anh em. Pha này phải nhỏ mắt thôi chứ không đường nào đỡ được anh em. Thì ở mùa này thì mấy bạn hỏi bên leo ganh những vị tướng nào ngon thì đó, đối với bản thân mình nha, thì mình cầm ví dụ như đường gồng là mình cầm Violet nè, John đó, hay là Slim đó. Mấy bạn thấy mấy con đó mình thấy cũng ổn ổn đấy. Đi mid thì mình đánh thượng tay con Bonnier với con DC. Đi top thì bắt đầu mình cầm lại con IG rồi. Bỏ biết bao nhiêu mùa, mùa này cũng quyết định cầm lại IG với hoặc là Adun thôi. Mình vẫn yếu nhất là đường top nha. Đường top mình không có nhiều vị tướng rồi đấy. Mình đang dần dần tập luôn con Alan. Từ ngày nó đổi cơ chế tới giờ thì mình chưa đánh hàng chẳng nào. Chắc có thể một ngày không xa mình sẽ cầm Alan chơi đấu hạng rồi bắt đầu sẽ làm clip cho anh em xem. Thết gặp mình chạy ra solo ha, núp núp để solo còn chiêu hai với anh em. Tẩm chuông lên lướt chiêu hai đó, hồi chiêu hai lướt thì một phát nữa nè các bạn, một chuột hai chuột ba chuột bốn chuông, ui nó còn lướt cái đi mà còn biến máu dí theo dí theo rồi không kịp luôn đi mày. Thôi quay về ăn tà thần anh em. Quay về ăn tà thần đánh Phoenix rồi phải ăn tà thần liên tục, còn nhiêu giây đó ăn dư sức kịp nha anh em. Phoenix ăn tà thần nhanh lắm anh em, cứ việc đi vu thoải mái không phải lo sợ gì cả. Ngọc thì mình cũng không có cầm ngọc hút máu gì cả, mình vẫn cứ mười viên tóc đánh tóc chạy luôn, mình không có cầm ngọc hút máu nha. Farm xong đợt lính này bắt đầu mình sẽ ở đây là canh canh con tà thần nha anh em. Thết muốn solo không? Đây muốn solo không? Tiền bạn cũng đang kéo lên dí mình này. Đây là tôi vô luôn kìa, không ổn rồi, không biết là nó có ăn tà thần không anh em. Bây giờ mình đứng đây mình canh tà thần nha anh em. Tham xong mùa xanh rồi canh tà thần rồi, nó ăn tà thần, nó gom nó ăn ổn lắm, mắt tà thần đó. Nó lấy lại lợi thế nữa không, thì mình đang ngon mà không có ai luôn anh em. Đi ra đây này, không có ai mình farm luôn nha anh em, farm đẩy đính đi, đẩy đính cao lên được thì mình ăn luôn con tà thần. Tìm bạn như thôi, hai người xuất hiện rồi, có xây của Athos với giúp điện lưới rồi. Na xuống đường dưới luôn anh em, rồi xong rồi không có chuyện chị thì ai như đây, ai như đây mà cướp được con tà thần này. Còn chị thầy gái đẩy đường này luôn anh em ơi, đẩy đường chết luôn, đẩy đường chết luôn. Team mình đường gồng cũng đang có lợi thế rồi. Ok, đẩy luôn đường này, lấy luôn cái trụ này đi mà, đẩy được cái trụ này mới mốt nó không có cái tầm nhìn nó ra được hang tà thần nữa. Đấy, ngon lắm. Một hai hit nổ trụ em ơi. Rồi nó gom đường dưới cái này em ơi, cơ hội để mình có thể mình đẩy được cái trụ siêu cấp nha. Rồi dạ thết tới nè, thết solo không, 11 ca solo với 14 không. Farm quái luôn rồi. Ui có lỗi với team quá, đi đàn màng quá, bị Natalie ăn luôn gặp anh em. Không sao đâu, bây giờ xin dí con díp này nè mà. Này mày không có lăn là mày chết chứ tao, không lăn là chết, có lăn không, có lăn thì anh em ai dưới cái chuột dí theo nó anh em mà chạy hộ bạn ơi, chạy
hộ bạn ơi, chạy hộ. Ơ kìa, sao có Natalie nữa nè. Ui da, lúc chi nè, kìa kìa ơi. Ui, Natalie nó hồi nào không hay luôn, nó đứng đó từ chiều luôn, mình không có gọi là có say để nhìn nó nằm ở đâu luôn nè mà. Thiệt tình chứ. À, qua clip này mình cũng xin nhắc tới bạn một tí vấn đề, đó là mình sẽ chuẩn bị làm event đó, tặng thẻ Gagana hoặc là ạc liên quân cho anh em nha. Đấy. Thì gọi là giải thưởng này kia lớn hay không lớn thì thuộc vào anh em thôi, đông thì mình nâng giải thưởng lên, còn ít thì mình giải thưởng ít ít một tí anh em ơi. Là mình còn tạo được nhiều event hơn cho anh em đúng không. Quay lại trận đấu thì mình sẽ cố gắng mình farm ở cái đường này thì hết con quái này, bắt đầu mình sẽ phụ team ép đường luôn như này. Đây này, team bạn chuẩn bị ra nha. Rồi mình sẽ đứng đây, mình đứng đây mình đợi. À thật. Ui, không tâm chung nó được nữa. Ui á, chói nó kìa, chơi nó. Ui dĩ phút hay quá. Á, ôi na làm gì vậy, nghĩ sao vậy, nhảy vô căn 5 không có tầm nhìn mà cũng căn 5 nữa. Rồi ngon anh em ơi, tìm nó chết hai rồi. Ép thôi. Đây là cơ hội finish ép trụ này anh em ạ. Ây da, đào thế. Ây da, bắn trụ. Gói. 2 chuột, 3 chuột. Finish. Ô, còn giúp chứ, còn giúp. Cứu ai được. Trời ơi, quá ngon em ơi. Ép luôn chủ này nha, ép luôn được siêu cấp nha. Ép luôn được siêu cấp. Thích. 2, 3, 4. Ui da, không tránh rồi nè mà. Tìm nó ra rồi, về. Về mình set up ăn đầu thằng nè mà. Ăn đầu thằng rồi ép chủ rồi win luôn nè mà. Phút thứ 12 rồi. Đây, pha màu đỏ nha anh em, xong đứng đây mình đợi. Nè, tắm chuông nước. Ui da. Trời ơi, tính hách não nó nè mà. Ừ, tim đông vậy. Cướp luôn con quái được không? Không được anh em, không được. À thất. Chưa tẩm được cái chuồng nào được. Tìm ra cũng đông quá, không dám lướt lên. Lướt lên sợ lên đường với nó. Những này nè. À thất. Nó chạy luôn rồi anh em ơi. Này, tìm bạn nữa, muốn canh con ta thằng. Cái đây chơi nghiêm túc. Chơi lúc bạn chơi nghiêm túc thì cũng là lúc team bạn thua thôi. À dí anh đặt vô cuối ở đây nha anh em, cản bước chân nữa. Tích cái chuông vô đây. Giúp chạy đi nào. Ấy à, hàng bay dướng đó ha, rồi tới công chuyện. Đang. Đánh luôn nha anh em, đánh luôn nó, mình cứ cầu kéo mình đánh vô. Rồi xong luôn nữa. Tiếm bạn chết hai người, tiếm mình đang có lợi thế hơn một người anh em ơi. Rồi anh cả thằng ép win được là win luôn nha anh em. Ok, ép. Ép đi anh em ơi. Vô. Cơ hội win là đây chứ đâu. Nà gốc Natalie gì ra đây. Anh lo được hết. Đây nè anh em, có chữ cuối nè. Đó, có chữ cuối anh em có thể là gọi là chép gốc quá ngon. Tẩm chuông một chuông. Ui, không được cái chuông thứ hai nè, mà có chuông thứ hai là nó nổ rồi. Con heo ra được con win anh em. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video thứ hai, cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.